Tuyển thẳng học sinh Việt Nam dựa trên điểm học bạ là chính sách được nhiều trường đại học hàng đầu của Úc áp dụng và một số đơn vị đang mở rộng phạm vi danh sách trong thời gian gần đây. Đại học Quốc gia Úc Australian National University, ANU, một trong những trường đại học hàng đầu của Úc đang tuyển thẳng học sinh Việt Nam vừa tổ chức ngày hội thông tin trong tháng 8 vừa qua đã thu hút hàng trăm người tham dự ở thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện có sự góp mặt của đại diện đủ 7 phân khoa tại trường và bộ phận xét duyệt hồ sơ nhằm chia sẻ, giải đáp trực tiếp những thắc mắc của người học. Trao đổi bên lề sự kiện, Tiến sĩ Amanda Barry, giám đốc phát triển sinh viên tương lai, phòng chiến lược quốc tế và phát triển sinh viên tương lai INU cho biết, sau khi ra mắt quy định tuyển thẳng học sinh Việt Nam từ 92 trường chuyên, trường điểm dựa trên điểm xét tốt nghiệp trung học phổ thông, và sau đó thay bằng điểm học bạ lớp 12, trường đã ghi nhận nhiều dấu ấn tích cực. Kể từ khi áp dụng tuyển thẳng lứa sinh viên Việt Nam nhập học tại INU trong 2 năm qua đều đạt thành tích tốt trên giảng đường và dễ dàng hòa nhập với cộng đồng. Đây là lý do chúng tôi tiếp tục làm việc với các bên liên quan cũng như chính phủ Úc để có thể phát triển nguồn sinh viên từ Việt Nam. Việc mở rộng phạm vi tuyển thẳng là điều chúng tôi đang tích cực thực hiện và hy vọng sẽ sớm có tin vui cho các bạn, bà Paris nói. Bên cạnh làm việc với các trường phổ thông, tiến sĩ Barry chia sẻ thêm, ANU cũng đang nghiên cứu lộ trình chuyển tiếp bậc đại học sau đại học với các cơ sở giáo dục Đại học Việt Nam. Việc xem xét liên thông và chuyển đổi tín chỉ với các trường đại học Việt Nam là lĩnh vực mà nhiều trường đại học Úc thực hiện trong những năm qua, và chúng tôi hy vọng đây là cơ hội để sinh viên Việt Nam có thể trở thành công dân toàn cầu, nữ giám đốc chia sẻ. Một vấn đề cần lưu tâm khác, theo tiến sĩ Barry, là học bổng ngày càng cạnh tranh như ở thời điểm hiện tại, trường đã hết tất cả các suất học bổng 50% học phí mà chỉ còn 25%. Bên cạnh đó, yêu cầu điểm học bạ để đủ khả năng cạnh tranh học bổng cũng tăng lên do có nhiều hồ sơ xuất sắc. Trong bối cảnh này, học sinh Việt Nam nên ứng tuyển vào trường càng sớm càng tốt để không bị mất cơ hội. Bà Barry khuyên và nói thêm trường chỉ dựa hoàn toàn vào điểm học bạ để xét học bổng, không cần bài luận hay các yếu tố khác. INU là thành viên của Liên minh 8 trường đại học hàng đầu Úc đứng thứ 30 thế giới trên bảng xếp hạng năm 2025 của Tổ chức Giáo dục QS. Ngoài INU, 7 đơn vị hàng đầu khác đều có chính sách tuyển thẳng học sinh Việt Nam với những tiêu chí khác biệt. Một số trường trong đó cũng đang tích cực mở rộng phạm vi tuyển thẳng học sinh Việt Nam trong những năm gần đây. Ví dụ, thạc sĩ Jack Van clean giám đốc sinh viên quốc tế và tuyển sinh Đại học Queensland nói rằng, trường đang thí điểm tuyển thẳng học sinh Việt Nam tại tất cả các trường trung học phổ thông từ năm 2023 đến năm 2026 thay vì chỉ dừng ở một số trường chuyên trường điểm. Tương tự ông Lâm Minh Khoa, đại diện tuyển sinh của Đại học Melbourne tại Việt Nam nói, trường đã mở rộng gấp đôi phạm vi tuyển thẳng lên 23 trường từ kỳ mùa thu năm nay. Giáo sư tiến sĩ Lữ Nhật Vinh, Giám đốc Trường Nghiên cứu Quản lý Khoa Kinh doanh và Kinh tế INU nhận định bối cảnh kinh tế thế giới đang liên tục thay đổi trong thời gian qua, thế nên khi chọn du học úc điều đầu tiên các bạn cần làm là tích cực mở rộng các mối quan hệ và không ngại giao tiếp với sinh viên đến từ những quốc gia khác nhau vì đây chính là cơ hội để mình có thể khám phá cả bên ngoài lẫn bên trong mình thứ hai du học sinh việt nam nên chịu khó tích lũy kinh nghiệm làm việc ở thời sinh viên chứ đừng chỉ dừng ở mỗi việc học xong thì về nhà học tiếp giáo sư vinh ví dụ ở các trường đại học Úc, nếu sinh viên học giỏi sẽ có cơ hội được mời làm trợ giảng với mức thu nhập tốt, khoảng 120 đô la một giờ tương đương với 1,9 triệu đồng. Với điều thứ ba, nam tiến sĩ khuyên sinh viên đừng ngại hỏi và ngại đưa ra yêu cầu giúp đỡ đối với thầy cô và bạn bè. Thứ tư, hãy đối đãi với mọi người bằng tất cả sự tử tế và tốt bụng vì mai sau không thể lường trước được điều gì cuối cùng và quan trọng nhất vì đang học rất xa nhà các bạn phải luôn để ý và chăm sóc sức khỏe thể chất tinh thần của mình vì đây chính là tiền vốn mà nếu mất nó thì chúng ta sẽ không thể làm được bất cứ điều gì nữa giáo sư lữ nhật vinh chia sẻ Ông Brent Stewart, phó tổng lãnh sự tổng lãnh sự quán Úc tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm, sau khi tốt nghiệp và về nước, người học Việt Nam có cơ hội tham gia hội cựu du học sinh Việt Nam với quy mô khoảng 100.000 thành viên đang sinh sống làm việc tại Việt Nam và nhiều khu vực khác trên thế giới. Cơ quan lãnh sự chính quyền các tiểu bang và nhiều trường đại học Úc thường xuyên tổ chức những buổi kết nối cựu du học sinh định kỳ nhằm giúp các bạn xây dựng và mở rộng mạng lưới đối tác, đồng thời tạo cơ hội để hỗ trợ các sinh viên khác mới về nước, ông Stewart cho hay. Theo thống kê từ Bộ Giáo dục Úc, tính đến tháng 4 năm 2024, có 704.931 sinh viên quốc tế theo học các khóa học ở Úc, trong đó Việt Nam có 33.524 người xếp thứ 5. Tại các trường hàng đầu, số lượng sinh viên và nghiên cứu sinh người Việt chiếm tỷ lệ đáng kể khoảng 600 người ở Đại học Melbourne, 400 người ở Đại học Adelaide, hay nằm trong top 10 về số du học sinh ở Đại học Queensland.